ngoài buôn bán, rồi về mới là xong công việc đó, rồi còn em Út rồi còn phải chăm chút cho nó tắm rửa, trong khi ba mẹ đi làm chưa về nữa. Chị thì may mắn hơn mấy anh chị đâu, là vì thời đó thì ba mẹ cũng là khá hơn tí rồi. Ba mẹ chị thì cực nghèo từ hồi từ cái thời của ông bà lận. Chị có nhớ em chị nó nằm trên một cái võng á, thì cũng mê chơi mà, xong rồi cái không có lo đưa nó, cái võng nó dừng lại thì nó thức dậy, thế là nó rớt xuống đất té. Thế là má có quay qua má la, đánh thì không đánh nhưng mà la. Cái lúc đó cũng giận, nghĩ nhiều khi con là như vậy là con là tốt lắm rồi, bạn bè con chưa từng biết giữ em, chưa từng biết phụ, mà mình coi như là mình vô tình thôi chứ không phải là mình cố ý, mà mình cũng bị la, rồi nhiều khi cũng thấy tủi thân. Nghĩ lại thì những cái việc mà nhỏ như vậy mình không làm được thì sao mình phải, ba mẹ mình phải làm những cái mà thật lớn, thật vĩ đại. Giờ nghĩ lại thì thấy hơi chặn lòng. Thì ba mẹ chỉ cho tiền để đi học, nhưng mà ở cái thời đó thì mình đã học tới lớp 10 rồi. Nhất là cái dạo đó thì phim ảnh nó phát triển rất là mạnh, nhất là những phim mà Hồng Kông. Thì nghe bạn bè nó cũng gọi rủ nhau đi xem phim, mà mình thì cũng muốn xem thật, muốn xem. Nhưng mà bây giờ hãy xem thì mình nghĩ là mình đã có lỗi rồi. Cái lần đó cùng đi với anh em, nhưng mà khi xuống xe đò, bắt đầu mình núp trong một cái ngôi nhà chờ cho ngoài đường nó bắt đầu vắng xe, mình mới băng qua để chạy thẳng vào cái rạch. Xem xong đi ra cũng phải nhìn trước nhìn sau coi có thấy ai không mới chạy về. Cái đó là cái sai, mình nghĩ là sai. Tại vì mình đi xem phim bố mẹ mình không biết. Và một lần nữa, cái kỷ niệm của mình là đi học thì bạn bè nó rủ nhau đi tắm sông. Thật sự mà hồi đó thì nhà mình chỉ có mình là con trai thôi. Bây giờ mình mới biết là mình nó quý trong gia đình như thế nào, chính người chị em gái. Có mình là con trai nè, mà gia đình thì không có nói cái điều đó, không có trân trọng mình để mình biết mà cái giá trị của nó cỡ nào. Tắm sông thì khi về thì chiều đó ba mình đi làm về thì ông cũng bình thường, ông hỏi con biết bơi không, mình nói dạ cũng biết sơ sơ. Ông nói ừ thôi ăn cơm đi, nè chút xíu bà có việc để nói. Ăn cơm xong rồi ông bảo là dọn cái bộ dáng nó cho ấy đi, mày lên nằm trên đó đó. Ông đánh cho một trận là coi như là nên thân luôn. Tuổi ba mẹ. Xin mời của ông giới thiệu về mình ạ. Trước nhất tôi xin có lời chào trong tất cả anh chị em trong cái buổi họp mặt hôm nay. Cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi của ông? Dạ thưa 90. Còn bà là nhiêu? Dạ 85. Luôn. Ông là có bao nhiêu người con rồi? Dạ, 9 người con, 1 trai, 8 gái. Cháu cố có được cháu mấy rồi? 3-4 đứa rồi. Cháu cố thì 2-3 đứa rồi. Còn cháu và cháu kia nhiều quá, giờ nhớ không hết. Nói ngoài nhớ là nhiều lắm. Dạ, dạ. Ông có thể nhớ được tên bao nhiêu đứa không? Cháu hả? Kể thử coi được bao nhiêu đứa. Con Bé Thảo. Con Bé Thảo là ba đứa, cháu cố. Không, mà Bé Thảo nó tên gì? Bé Thảo nó tên gì? Tôi thật giờ nói đúng con cái cháu đồ thì nói đúng, nó nhiều quá không nhớ. Như vậy ông nhớ 9 người con của mình tên gì không?
nhớ tên. Dạ. Thứ hai là Thanh Tùng. Dạ. Thứ ba là Thanh Châu. Thanh Châu nào kia. Dạ. Thứ tư là Thanh Vân. Dạ. Gái. Thứ năm là Thanh Thủy. Thứ sáu là Thanh Thúy. Thứ bảy là Thanh Kiều. Thanh Tuyền. Thanh Kiều. Là Thanh Kiều. Thứ bảy là Thanh Kiều. Thứ tám là Thanh Tuyền. À, Thanh Nga. Thanh Nga. Thanh Nga. Thứ chín là Thanh Tuyền phải không? Thứ chín là Thanh Tuyền. Thứ mười là Thanh Bình. Thanh Bình. Thanh Bình quen quen à. Chú này. Tới Thanh Bình là chú biết sao? Dạ. Quảng hồn rồi kế hoạch chứ không sợ nữa. Ông là nhớ tên được 9 người con. Bà có nhớ tên là dâu với rể gì không? Dâu thì nhớ, dâu là Quỳnh Thị Thanh Tho. Nhớ họ luôn đó. Trời ơi. Rể thì tên Hùng, nữa thì tên Tấn phải không? Thì 8 cô con gái mà. Dạ, 8 rể là Hùng với Tuấn nè, dạ. Ai nữa bà? Với Tấn xong là từng từ bà lộn xộn giờ nó phải từng tự mới nhớ được chứ. Rồi, nè, anh cứ đọc đi. Trời, anh cứ đọc đi. Cưng dễ sợ luôn. Chồng Thủy là gì Hùng? Tấn Nga, Tấn Nga là chồng nó, chồng là tên tên Minh. Minh. Tới chính là Minh. Chính Minh. Tấn. Thằng Tấn. Chú Linh có để ý là ông bà nói chuyện với nhau á, là vẫn là xưng hô anh với em rất là ngọt ngào. Con ít thấy có cặp đôi lớn tuổi nào mà lại xưng anh em mà ở cái lứa tuổi mình 8 mấy 9 10 như vậy. Làm như quen, làm như là đã quen rồi vậy thôi. Không biết là lúc mà ông bà mới gặp nhau á, ông bà yêu nhau như thế nào, ông bà kể lại cho tụi con nghe được không? Dạ. Gặp nhau trong cái việc hơi bất ngờ một chút. Ông nhạc gia của tôi, gọi là ông già vợ đi cho dễ biết đi. Dạ. Dạ là dân thương hồ mua bán ở Việt Nam và Campuchia. Thì cái chiếc ghe chài, cái ghe lớn lắm, mới về để ở Việt Nam. Thì cái chiếc ghe mà mình sử dụng thì nó cũng rịnh nước, mà không sử dụng thì nó cũng rịnh nước vô. Bà này thì có cái nhiệm vụ là cứ 1-2 ngày là phải xuống tát nước ra. Dạ. Thì trong khi đó tôi thì là quân nhân giữ cái cầu, đi xuống thấy bà này là nữ, cứ một vài bữa thì xuống tát nước ghê. Mà tát nước ghê thì đẫm mồ hôi, mình thấy mình cũng hơi sốt ruột. Bữa nay cô để tôi tát dùm cho cô bữa đi. Thì tát dùm được một bữa rồi thì khỏi nói rồi. Là tát luôn đúng không? Trong khi tát nước ghe đó, bà này tát nước ghe mới để ý coi bà này nhà ở đâu. Thì khi mà biết được nhà rồi đó thì mới là xuống đó, có cái bình hồi xưa 5 lít, xuống đó xin nước về uống. Còn sinh hoạt thì nước sông. Thì từ cái chỗ đó lần lần mới là quen luôn. Quen. Dạ, mới quen. Lúc đó là bà bao nhiêu tuổi á bà? Mới 17 tuổi. Lúc đó ông nhiêu? Dạ 22. Trong mắt bà, ông là con người như thế nào bà? Thì thấy ông cũng hiền, thấy cũng người cũng đẹp đẽ, cũng hiền. Trai ha, tát nước phụ nữa. Quá trời ga lăng rồi. Dạ. Nhưng mà lúc đó, lúc bà tát nước, ông có lợi dụng nắm tay bà? Dạ không. Hồi trước đó không phải là nam nữ mà quen nhau giống như bây giờ đâu. Nắm tay bà này là tới cái ngày đám hỏi rồi. Không phải nắm trọn vẹn cái bàn tay nha. Mới có nắm ngón tay mà bà rung như thằng lằn đứt đuôi. Sao rung vậy bà? Chứ từ khởi giờ mình đâu có mà biết người đàn ông á sao đâu. Thế giờ nắm cái mình cũng rung. Vậy là bà mối tình đầu của bà luôn đúng không? Dạ. Trời ơi. Mấy đàn mấy cái nắm cái ngón tay cái thôi thì thấy êm rồi. Êm rồi mới nắm bàn tay. Không có phản ứng gì mới nắm chọn bàn tay. Lúc đó bà rung lắm mà hả? Nó rung lắm. Cái người của mình nó không biết nó sao nói nữa chứ. Cái đám hỏi nắm tay rung đó. Rồi chừng nào mới tới cái vụ cái nụ hôn đầu tiên đó ông? Dạ nó lâu lắm, không có vụ đó đâu. Không có đâu, không có. Không có, phải nắm tay xong rồi tới. Nắm tay xong rồi chứ không dám vụ kia đâu.
Vậy tới chừng nào mới hôn được vậy ông? Thì chừng nào cưới á. Chừng nào cưới được. Trời ơi, gian trung. Trước khi cưới mình hôn trước cái được không? Hồi đó là đâu có. Ví dụ xuống làm rễ cũng đứng xa 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 xa. Chứ không có mà bước lại mà nói chuyện hay là gì cũng có vụ đâu. Đứng xa xa ra hỏi cái gì hỏi. Trời ơi vậy. Đeo dây chuyền mà rung riết là móc cái móc không vô mà. nhưng mà vậy đâu có hẹn hò với nhau đúng không? Không có. Thương nhau là thương ngầm thôi rồi mai mối. Từ lúc mà mai mối thương rồi đó, vậy thì tối nằm có nghĩ tới người đó, rồi có mong muốn được nắm tay người đó này kia không bà? Thì tới đó là mình cũng suy nghĩ. Dạ suy nghĩ coi sao mà? Suy nghĩ coi vậy mà biết được hay không. Hồi đó thì cũng sợ chứ, nhiều khi mấy ông đàn ông mà mình sợ đúng nhiều khi hai ba bạn lựa cái bà nội luôn á, cái bà nội luôn á. Mình phải suy nghĩ rồi mình phải để ý coi vậy cái người đó làm sao, ví dụ đi lính mà rồi có cô nào có theo không. Ông bà có nhớ cái nụ hôn đó đầu tiên? Nụ hôn đầu tiên nó quan trọng lắm. Tới ngày cưới rồi kìa chứ. Cưới xong rồi đó đúng không? Tới ngày cưới chứ, trước đó đâu dám. Rồi sau ngày đâu cưới dám thì hổn vậy. Ngay đám cưới luôn hả? Về nhà chứ mình đâu có. Đêm tân hôn phải không bà? Ủa xong thường đám cưới ta kêu nào cô dâu chú rể hôn nhau đi, hôn nhau đi. Vụ đó bây giờ. Bây giờ vậy chứ hồi trước đâu có, không có đâu. Không có vụ đó, không có vụ đó. Vậy thì cái nụ hôn đầu tiên đó nó xuất hiện thời điểm nào vậy ông? Vô phòng rồi kìa. Chứ đâu có hôn hồi nào đâu, trước đâu, không có. Bà này bà chuẩn bị ở đâu sẵn mà cái dĩa với ba cái chung với nhạo rượu. Cái rót ra lại cái gì á, cao thân gửi phận gì đó. Tức đêm tân hôn á. Dạ dạ. Là phải có cái phải có mâm rượu đó. Dạ. Mới rót rượu ra. Rót rượu ra. Ai rót bà? Dạ, tôi rót ra rồi mới bưng cho bà má chọc. Rồi quỳ xuống cao thân gửi phận. Đó là thủ tục đó chú. Thủ tục hồi xưa là phải vậy đó. Con đêm tân hôn con nôn mà. Con quên luôn rồi. Hồi xưa mắc cỡ lắm. Coi như là nói đêm tân hôn rồi chứ đâu có động phòng, động gì chú đâu. Mắc cỡ gần chết. Ai dai, mỗi người dai một hướng. Vậy đó hả? Ủa sao kỳ vậy? Bây giờ là cũng như quen nhau rồi sắp lại. Dạ. À, đi chỗ này chỗ kia chơi thì ấy. Còn giờ hồi xưa đâu phải như vậy đâu. Rồi chừng nào mới gần lại? 2-3 đêm sau kìa. Nằm quay lưng lại với nhau rồi nói gì nói. Em ơi ngủ chưa? Hỏi tầm 7-3 vậy hả? Ừ. Hỏi đâu không ra gì rồi thật không trúng vào đâu. Đó bà. Hình như đêm thứ hai mới bắt đầu mà có đụng chạm. À, có đụng chạm. Ai chủ động không? Thì luôn luôn là phải nam phải trước. Ông sao ông vậy? Ông nói cái ông gì? Nắm ngón tay bà. Ông nói thì sao ông? Nói chứ trước tôi đó bà có quen với người nào không? Có người nào mà để ý bà hay không? Cũng hỏi bận quá bậy bạ vậy tôi. Rồi sao nữa ông? Rồi làm sao mà ông mới hôn được bà? Mình tiến từng bước vững chắc. Nắm tay nắm ngón thôi. Thấy không có phản ứng gì thì nắm bàn tay đó. Thì lần lần coi như tiến từng bước vững chắc là nói vậy chú biết rồi. Bây giờ tôi thấy là quá mức chưa thiệt. Hồi xưa không có vụ đó đâu. Nếu ông không chủ động tấn công thì sao? Thôi. Bây giờ tôi không biết sao không? Dạ. Chứ cái hồi đời tôi còn nhỏ đó, như vậy sáng bữa sau mắc cỡ lắm nha. Ủa sao mắc cỡ? Không biết sao kỳ vậy không biết nữa. Tự nhiên mình không có gì hết trơn mà không bây giờ phát ngủ chung nhau là không mắc cỡ sao được. Giờ đâu mắc cỡ. Thời giờ mừng muốn chết luôn vậy. Sau thời gian chung sống vậy, ông có nhận ra một vài cái điểm nào mà ông cho là tật xấu của bà không? Như mà bà có ghen không ông? Ghen hả? Dạ bả nhất tỉnh. Chứ không phải nhất sốt. Là ghen dữ lắm luôn hả bà? Nói đúng, ai thấy ổng nói chuyện thì ai cũng thích hết. Nhưng mà đối với tôi thì thôi. Ví dụ như quen biết thì quen biết ở đâu đi. Còn mình ở nhà thì lo gia đình mình làm dâu làm con. Phải làm. Vậy thôi.
Bây giờ hình như ở ngón tay cô có đeo cái nhẫn phải không? Dạ, nhẫn này là trang sức để con đi quay. Dạ, mà cô có hiểu ý nghĩa của nó không? Hiểu không? Con nghĩ là chắc là với cái kiến thức của con á, với lại cái kinh nghiệm của con, nó sẽ không có sâu sắc bằng ông đâu. Nên là con đang rất là cần ông chia sẻ về cái nhẫn đeo ở ngón áp út để cho con và các bạn đang xem. Trao nhẫn cho nhau là ý nghĩa nhắc nhở nhẫn nhịn. Dạ. Bởi vì cái tay của mình là tất cả công việc gì cũng làm bằng tay, mà mình đeo nhẫn vào tay thì luôn luôn nhắc nhở cho mình đeo nhẫn là nhẫn nhịn ấy. Hay quá. Cái này là các con cháu phải nhớ nha. Rất là tuyệt vời. Đó là những cái điều mà giới trẻ như tụi con cần phải học nha, Ngọc Lan nha. Cần nhớ nhất là không nên tranh luận để giành phần phải. Dạ. Bởi vì bây giờ giữa vợ chồng mà mình tranh luận để giành phần phải để làm cái gì? Để làm cái gì? Dạ. Không có lợi gì hết. Bây giờ thì xin mời ông bà sẽ xem một đoạn clip chia sẻ của con cháu về ông bà. Dạ, xin mời. Thì trong gia đình nghèo mà đông anh em, thì thật sự nói có những lúc mà đi học về thì dở nấu cơm ra thì chỉ còn cái nấu cơm không. Trẻ em bây giờ thì đi học về là cơm nước có sẵn hết rồi, còn mình đi về thì phải đi phụ, đi ra ngoài buôn bán, rồi về mới là xong công việc đó. Rồi còn em út rồi còn phải chăm chút cho nó tắm rửa, trong khi ba mẹ đi làm chưa về nữa. Chị thì may mắn hơn mấy anh chị đâu, là vì thời đó thì ba mẹ cũng là khá hơn tí rồi. Ba mẹ chị thì cực nghèo từ hồi từ cái thời của ông bà lận. Chị có nhớ em chị nó nằm trên một cái võng á, thì cũng mê chơi mà. Xong rồi cái không có lo đưa nó, cái võng nó dừng lại thì nó thức dậy, thế là nó rớt xuống đất té. Thế là má có quay qua má la, đánh thì không đánh nhưng mà la. Cái lúc đó cũng giận, nghĩ nhiều khi con là như vậy là con là tốt lắm rồi, bạn bè con chưa từng biết giữ em, chưa từng biết phụ, mà mình coi như là mình vô tình thôi chứ không phải là mình cố ý, mà mình cũng bị la rồi, nhiều khi cũng thấy tủi thân. Nghĩ lại thì những cái việc mà nhỏ như vậy mình không làm được thì sao mình phải, ba mẹ mình phải làm những cái mà thật lớn, thật vĩ đại. Giờ nghĩ lại thì thấy hơi chạnh lòng. Thì ba mẹ chỉ cho tiền để đi học. Nhưng mà ở cái thời đó thì mình đã học tới lớp 10 rồi. Nhất là cái dạo đó thì phim ảnh nó phát triển rất là mạnh, nhất là những phim mà Hồng Kông. Thì nghe bạn bè nó cũng gọi rủ nhau đi xem phim, mà mình thì cũng muốn xem thật, muốn xem. Nhưng mà bây giờ hãy xem thì mình nghĩ là mình đã có lỗi rồi. Cái lần đó cùng đi với anh em, nhưng mà khi xuống xe đò bắt đầu mình núp trong một cái ngôi nhà chờ cho ngoài đường nó bắt đầu vắng xe, mình mới băng qua để chạy thẳng vào cái rạch. Xem xong đi ra cũng phải nhìn trước nhìn sau coi có thấy ai không mới chạy về. Cái đó là cái sai, mình nghĩ là sai, tại vì mình đi xem phim bố mẹ mình không biết. Và một lần nữa, cái kỷ niệm của mình là đi học thì bạn bè nó rủ nhau đi tắm sông. Thật sự mà hồi đó thì nhà mình chỉ có mình là con trai thôi. Bây giờ mình mới biết là mình là nó quý trong gia đình như thế nào, dính người chị em gái. Có mình là con trai nè, mà gia đình thì không có nói cái điều đó, không có trân trọng mình để mình biết mà cái giá trị của nó cỡ nào. Tắm sông thì khi về thì chiều đó ba mình đi làm về thì ông cũng bình thường, ông hỏi con biết bơi không, mình nói dạ cũng biết sơ sơ. Ông nói ừ thôi ăn cơm đi, nên chút xíu bà có việc để nói.
ăn cơm xong rồi ông bảo là dọn cái bộ dáng nó cho ấy đi, mày lên nằm trên đó. Đó, ông đánh cho một trận là coi như là nên thân luôn. Tuổi ba mẹ càng lúc càng lớn thì chúng con lại càng sợ hơn nữa, sợ phải xa cha mẹ, và không muốn mong muốn gì hơn là chúng con sẽ làm tốt hơn, sẽ noi theo cái truyền thống của gia đình mình, và nhất là sẽ cố gắng để trở thành những đứa con có hiếu và để cho cha mẹ được vui lòng. Đối với con luôn mong muốn, chỉ mong muốn một điều là ba mẹ thật mạnh khỏe, sống tụi con dài dài hơn nữa. Thì cái đó là cái điều mà mong muốn lớn nhất của con, cũng như tất cả các chị em con. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên. Không biết cũng nói gì hơn là con thật hạnh phúc khi con được là con của ba mẹ. Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm mong con trong tay khóc bớt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù cam nín, nhưng con thật lòng muốn nói. Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu, khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con yêu ngọt tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi rời đi cho con mồ côi. Anh dòng họ của tôi đã ít lắm, cứ một hoặc là hai con thôi. Mà trong khi đó thì tôi á thì có một trai thôi. Dạ. Yeah. Mà sợ nhất không còn nấu dòng, thành ra kèm cặp cái thằng này dữ lắm. Dạ, yeah, bà vừa xem cái đoạn rồi có thể nói rất là cảm động mà. Bà nghĩ thế nào? Em thấy con cái nó có yếu vậy em, mình cũng mừng. Cái thời đó rất là khó bà hả? Dạ. Yeah. Mà ông bà tới 9 người con vậy, mà ông thì đi lính nữa. Dạ. Yeah. Thì làm sao bà có thể dạy dỗ con nên người, làm sao có đủ kinh tế để lo cho 9 người con hả bà? Hồi đó tôi cũng đi làm xưởng mực, tôi làm này kia. Yeah. Ai mướn tôi làm gì tôi làm ấy. Làm thuê. Ờ, làm thuê á. Kể cả gánh nước mướn luôn. Ông chồng tôi cũng đi lính thì ông cũng có cấp bậc vậy chứ, mà tôi cũng ai mướn tôi làm gì tôi làm ấy à. Ông có gửi tiền về cho bà hàng tháng không? Tôi hồi đó là có cái này nè, bây giờ tôi còn thấy cũng còn tội nghiệp bà này. Coi như tôi lãnh lương bao nhiêu là về đưa hết cho má tôi, mà trong khi bà này là ở nhà làm dâu ở tại nhà đó, thường thường người ta lãnh lương về người ta đưa cho vợ. Dạ. À, nhưng mà tôi lại đưa cho má tôi, mà bà này không có phản ứng gì hết trơn trơn. Mà má tôi thì cái vấn đề mà chi li lắm, rất là căng để chi li lắm. Có khi nào mà mình cảm thấy mình chạnh lòng không bà? Hồi xưa tôi nói thật với cô, tôi đi làm hãng mực á, ví dụ như mình nói, ví dụ như mình lấy 3 triệu đi, 3 triệu về mình đưa cho má chồng mình 1 triệu, còn 2 triệu đó mình để dành con cái rồi nó có tiền nó đi học, rồi cái để dành dồn vậy á. Hồi xưa nghèo á, rồi con giờ con muốn sợi dây chuyền hả con, hay là con muốn chiếc cà rá con, thì mẹ đi mua cho, cứ sắm từ từ vậy đó, chứ không có mà nói đi mượn nợ làm tiêu ai gì cũng có vụ đó. Còn từ hồi tôi có chồng tới giờ tôi không có để mà tôi mắc nợ gì với ai đâu. Tôi có nhiêu tôi làm nhiêu, có nhiêu tôi nuôi con tôi. Giờ con tôi cứ đứa ăn tiệm, đứa ăn tiệm. Tiệm gì bà? Tiệm vàng. Trời, trời ơi trời. Con được biết là bà theo ông suốt cả một chặng đường từ 17 tuổi cho tới năm ông 90 tuổi, lúc nào bà cũng là người nấu ăn chính cho ông hết. Dạ. Ông không ăn của ai hết? Không ăn ngoài. Ngay kể cả ăn sáng tôi cũng chưa hề. Sáng cái tụi bay ra nấu cho ông tô phở hay nấu cho tụi mày chưa có nha. Dạ. Chưa. Bà là người nấu ăn cho ông.
làm nước cho ông uống. Đúng. Từ cái chỗ đó cho nên con tôi nó sợ tôi lắm. Ngay cả bây giờ lớn như vậy nhá, vẫn nó sợ lắm. Tám đứa gái, đứa nào cũng ngon lành hết, chứ không có mà. Hay quá. Gia đình người ta thì cũng phải có đứa hai đứa này kia kia nọ chứ không có. Trọn vẹn gia đình này không có gì hết. Bà là người phụ nữ quá tuyệt vời luôn. Bây dạ. giờ khi nào mà có dịp Quyền Linh mà ghé nhà tôi á, dạ. tôi sẽ giới thiệu với Quyền Linh là cái nghề của tôi. Ông ơi, sao ông rủ mình chú Linh, ông rủ con nữa? Dạ 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 dạ. Con nữa, con nữa. Chỉ cái xe bánh mì của tôi. Dạ. Đẩy xe bánh mì đi bán chứ không phải để một chỗ như bây giờ nhé. Dạ. Bây giờ ông bà lớn tuổi rồi đó mà vẫn tình cảm với nhau. Ông bà còn nắm tay nhau kêu bằng anh còn em nữa. Làm sao để mình có thể có được cái tinh thần trong tình yêu đến mức như thế không? Đi đâu cũng hai vợ chồng đi hết hả? Dạ. Đi du lịch hay là đi chùa, đi chiền, đi đâu cũng hai vợ chồng đi hết. Nói tóm lại không bao giờ không mà bao có giờ đi một mình ra. Một mình một. Anh đi là có cặp. Có cặp. Trong ngày hay là nhiều ngày gì là dạ. luôn luôn là có cặp. Ở đâu cũng có cặp hết. Đâu cũng có cặp. Có bao giờ ông rung động trước một bông hồng nào không? Ôi trời ơi, cái vụ đó thì chú nhớ là phái nam mà người phàm mà. Dạ. Thấy không? Dạ. À, thấy qua thì cũng muốn ngắm à, này kia. Nhưng, dạ. Nhưng suy nghĩ lại, gia đình mình được như vậy, mình được có bà vợ như vậy thì đã được phước lắm rồi. Thấu hiểu nhau, yêu thương nhau, trân trọng nhau. Hy vọng rằng sẽ có nhiều cặp như thế nữa để chúng ta có thể giới thiệu cho khán giả truyền hình. Còn bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời ông bà sẽ nghe một lá thư. Lá thư này của ông viết nhưng mà ông nhờ con gái thứ bảy viết gửi cho bà. Tôi gửi đến bà, vợ chồng cần phải bình đẳng, nhẫn nhịn với nhau, không nên tranh luận để phần phải. Và bao nhiêu năm qua, tôi và bà đã làm được điều đó. Bà thấy không? Tôi nói bà lấy tôi đi, bà yên tâm là tôi chung thủy với bà. Đi mà bà cứ ghen hoài. Tới bây giờ cuối đời, tôi không làm gì có lỗi với bà mà bà vẫn ghen đó. Làm như ghen tuông, ăn vào máu của bà vậy à. Bây giờ tôi và bà đi đâu cũng có nhau rồi, bà cứ yên tâm nha bà. Sau khi nghe lá thư của ông gửi đó, bà muốn nói gì với ông không? Bây giờ cũng nói khâu bây giờ lớn tuổi rồi, dạ. ráng nhịn nhục đi, kiềm chế đi, đừng có cái gì ra mà rủi có xảy ra cái vụ gì đó chắc mà cỡ chết luôn, mà cỡ chết luôn. Thấy thương quá. Thương quá. Chú ơi, con thấy ngôn tình đâu có ở đâu xa. Ngôn tình ở đây nè, ở một cái cặp đôi mà 85 với 90 đây nè. Tuổi trẻ bây giờ nó quá là nhiều cái ngôn tình, nó quá là nhiều cái ảo, mà nó không có những cái thật với nhau. Ở đây á, là trong cái lá thư này, nó nhẹ nhàng, nó sâu, nó thấm đẫm trong từng cái câu chữ đó, từng cái lời dặn đó. Những câu chuyện ngày xưa bây giờ gần như nó xa lạ quá. Dạ. Có những giá trị nó không bao giờ thay đổi. Và chính những giá trị đó nó tạo nên một cuộc sống bền vững, tạo nên một hạnh phúc mãi mãi như ông bà đây. Tôi còn rất cảm ơn ông bà đến đây để chia sẻ cái cuộc tình trăm năm của ông bà. Ông bà có muốn nhắn gửi gì cho con cháu những thế hệ trẻ nhất bây giờ không ạ? Theo tôi, giới trẻ ráng giữ gìn, đừng để rơi vào những cái cạm bẫy ngoài xã hội. Thứ hai là phải giữ gìn sức khỏe trước nhất cho bản thân, cho gia đình, rồi cái đấy là xã hội. Thì nếu muốn được như vậy thì mình phải tránh những cái thói hư tật xấu, theo tôi nghĩ vậy. Dạ. Một lần nữa thì tụi con thay mặt chương trình chúc ông bà khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an. Dạ. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông rất nhiều.